xe sang anh chị xe nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp 7 chỗ ngồi đó chính là con Kia Rondo 2018 số sàn động cơ là 2.0 máy xăng số sàn máy xăng 2018 anh chị con mới hoàn toàn xe này à, quá đẹp xuất sắc luôn và tâm bán cho cô chú anh chị mình với giá là 420 nha anh chị 420 triệu cho con Kia Rondo 7 chỗ ngồi ta nói chạy nó xuống xuống lắm nhẹ cực kỳ nhẹ luôn từ cái động cơ cho đến cái hoa lăng cái con cái số cái thắng mọi thứ luôn bởi vì đây là ronaldo theo như tâm biết á, nếu mà anh em nào biết hơn á, thì tâm xin thua và theo như tâm biết là số sàn hình như là có một bản này à nó gồm có bốn thắng đĩa abs mâm sắn mâm phay luôn rồi nó cũng có cân bằng điện tử túi khí an toàn rồi nhiều lắm rất là nhiều tính năng mà số sàn mà còn số tự động thì nó có một hai bản gì đó thì giờ bán số sàn nói số sàn đi ha xe này thì bên tâm bán là 420 nha anh chị 2018 Rondo màu màu đỏ đỏ bầm màu đỏ bầm màu này nó nhìn nó cũng rất là bậm trợn và cứng cát nha nó màu uh, Sendona nó cũng giống màu này nè rất là mới và rất là đẹp luôn góc Đồng Nai một chủ mua mới nha anh chị Uh, xe chạy chỉ có 80.000 ngàn thôi, đúng 80.000 km. Dòng này mà nó chạy 80.000 ngàn thì chất lượng của nó thì tuyệt vời rồi. Bản uh, bản đủ nhất luôn ha. Nó gồm có gương gập điện nè. tích hợp xi nhan nè. gương gập điện nè. rồi uh, tích hợp qua lăng nè. chỉnh đèn cao thấp nè. Đây. mấy tính năng đơn giản thôi, chứ cũng không có gì đặc sắc hết. xe rất đẹp nha anh chị máy lạnh màn hình hộp số là 6 số tới và một số lùi cam ve nè cam trước nè màn hình android ha màn hình android rất là nhạy bén đẹp thật sự nha anh chị rất là nhẹ, rất là đẹp ở đồ 80.000 nha anh chị 80.000 xịn luôn á chắc xe đẹp lắm trần là trần nỉ nguyên riêng à, cái để tâm nói cho anh chị biết là cái xe này mà cái ghế da của nó mà còn mới vậy là là mình biết cái ô đô nó chuẩn à còn ghế da của nó mà sừ lên hết là chạy hơn trăm ngàn hơn trăm ngàn là sừ lên hết luôn còn nó chạy chưa tới trăm ngàn là ghế da nó mới tinh à trần nỉ nguyên riêng ốc tán bản lời rất là mới luôn rất là đẹp luôn như ý nha anh chị nha như ý gương gặp điện ô tô nhẹ nhàng và êm ái máy mới bảy màu luôn cái máy mới lắm tắp lô tắp bi đen mung luôn một chủ mua mới góc đồng nai biển đồng nai kia rondo 2018 số sàn 420 triệu xe riêng lắm nước sơn riêng còn nhiều thật nhiều nội thất mới tinh có cửa gió sau này luôn này, anh chị nè xe cửa cốp cabo chưa mở 100% là nguyên riêng 420 triệu nha anh chị dòng này nếu mà chạy á nếu mà chạy thật sự luôn á, là Innova là không có êm bằng không có nhẹ bằng và công nghệ nó nhiều hơn công nghệ nó nhiều hơn và chạy nhẹ hơn nhẹ lắm nó có 7 lít xăng cho trăm km anh chị à, tâm bán cái xe này nhiều không có chứ tháng nào cũng bán 4-5 xe mà khách nào cũng khen là ít hao xăng ít hao xăng nó chạy xăng đã lắm nè xăng nó nè có chưa tới 7 lít nữa dán phim cách nhiệt rồi đó để coi mấy lít à, tâm sẵn tâm giới thiệu này luôn có cam lùi có cam trước cam sau đầy đủ đồ chơi full hết rồi nha ốc bán là chưa tháo một con nào luôn quá đẹp cửa cốp cabo là chưa hề tháo gỡ ha mức tiêu hao nhiên liệu xe này thì quá dễ thương luôn có 6 lít rưỡi anh chị 6,1 lít đường trường 6,1 lít hỗn hợp là 7 lít rưỡi Rondo 2018 vỏ lớp còn ngon rất là dày gầm trời nó mới cái gầm nó mới quá trời mới bánh dự phòng nè gầm nó quá mới luôn anh chị bảy màu luôn cái bô nè Ừ cái xe này cái gầm mới lắm anh chị ơi gầm chưa rửa mà mới vậy nè 420 triệu ha cho con Kia Rondo đời 2018 số sàn 7 chỗ ngồi nha anh chị xe này anh chị lên thấy cái xe là thiệt cũng chịu liền luôn khoái liền luôn chứ đừng nói chịu thấy xe là thích ngay nó đẹp nó đều nó liền lạc lắm chạy cực kỳ là êm luôn chạy êm lắm nhẹ lắm cái này anh em nào mà về làm mà chạy dịch vụ đâu kiếm sống khỏe nè bởi vì thứ nhất là cái chất lượng xe nó còn quá tốt thứ hai nữa là nó đi êm rất êm và nó cũng sang trọng và cũng có thương hiệu phụ tùng thì dễ thay dễ sửa rồi chất lượng xe thì quá tốt rồi một trăm là nguyên riêng nha máy móc chưa đụng một con ốc cửa cốp là chưa mở nội thất riêng theo xe mà nó còn mới tinh vậy nè thì anh chị biết rồi đó ha nội thất riêng theo xe còn rất là mới luôn trần nỉ nguyên riêng nội thất nguyên riêng và mới tinh cái ghế này y như là ít có người ngồi lắm hay sao còn mới dữ lắm ghế sau cũng vậy nè mới lắm cửa gió sau nè anh chị nè 420 triệu mà có ngay con xe 7 chỗ ngồi ha thương hiệu của Kia nha anh chị Rondo 7 chỗ ngồi mức tiêu hao nhiên liệu thì khoảng 6 lít mấy đến 7 lít xăng cho 100 km mức độ bền bỉ thì khỏi nói rồi chế độ an toàn thì cũng tuyệt vời rồi thắng là bốn phanh đĩa abs đèn thì đèn bi led bi cầu vỏ lớp còn rất là mới mâm đẹp một con xe kiểu dáng lịch lãm sang trọng và đẳng cấp tầm tiền rất là hợp lý và vừa phải luôn bốn trăm hai ốc tán bản lời là chưa hề tháo bất cứ một con nào hết và còn rất là mới luôn Bên tâm bán xe này là cảm thấy rất là vừa ý và yên tâm cho quý khách hàng yêu thương của mình. Nếu như, như chọn lựa sản phẩm này thì không có một cái vấn đề gì phải lo hết nha anh chị nha. Không vấn đề gì phải lo hết bởi vì em ấy quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đèn bi cầu và đèn halogen, đèn gầm cực sáng. Đèn led luôn nha anh chị. Có một cái dãy đèn led nữa, đèn led ban ngày. Với số đồng nai 60A40527. 8 nút đồ chơi thì có đủ, đủ hết rồi ghế da theo xe màn hình cam trước cam sau phim cách nhiệt rồi viền che mưa đầu tay nắm cửa rồi có hết rồi cái máy của nó rất là mới cửa cốp cabo chưa ra cabo chưa tháo nè keo chỉ thì chỉ xíu lướt qua thôi nhưng mà mới lắm Xe này à, nãy về tâm mới rửa rồi à, rửa bụi chứ không có đặc biệt là bên tâm không hề rửa thuốc nha chỉ rửa bụi thôi rửa bụi rửa xà bông thôi nên cái xe nó nguyên vẹn, nó hơi dơ hơn những chỗ khác. chỗ khác người ta tẩy rửa thì nó sẽ ảnh hưởng về sau rất là nhiều. còn bên tam đặc biệt là chỉ rửa nước lạnh với xà bông xong rồi xịt cái cái, cái dầu lên cho nó giữ ẩm, rồi một hai ngày rồi lau sơ lại cái nữa là đẹp. xe này là tâm bao cho nhà mình là không có một miếng thuốc men nào hết và cái máy rất là mới. máy này anh chị coi con ốc treo máy mà nó còn chấm bảy màu luôn nè. đó. rồi cái máy mới lắm nè máy nè anh chị thấy cái máy không máy đang nổ im rít luôn im rất im nha anh chị máy đang nổ dây ro đang chạy thấy không im ru cái nắp nhớt mà còn mới cỡ này màu nhớt này thì còn ok màu nhớt còn ok nha anh chị khỏi thay không có đổ hơi đổ khói gì đâu đừng có lo vấn đề đó xe mới mà đổ gì xe chạy có 80 ngàn cái nội thất như mới luôn mà đổ gì xe này anh chị lên coi là mua liền luôn không có chơi một tí nào luôn bởi vì em ấy quá mới quá tuyệt Rin hết từ a tới z ốc tán chưa gỡ con nào nước sơn còn chấm bảy màu cho anh chị coi keo chỉ cabo ca biết cửa cớp gì chưa mở nước sơn riêng xe này còn rất là nhiều chân cuộc là chưa có dấu hiệu mở tháo gì hết xương đầu xương ngang cũng chưa có ai đút một cái chìa khóa cà lê gì vô đây hết nha anh chị nha xe này thì bao đẹp rồi rất là chất lượng luôn khỏi phải nói miễn bàn nha anh chị liên hệ bên tâm bằng hai số điện thoại số thứ nhất là 0917215512 và số thứ hai là 0974835522 công ty ô tô di tâm địa chỉ là gần quỹ ban xã bình mỹ huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương đi bằng google là đại lý ô tô di tâm nha một con xe kia rondo 2018 7 chỗ ngồi một chủ mua mới xe gì mà nó mới tinh à, đẹp lắm ơ đô chạy có 80 ngàn là 8 vạn đó chị và nước sơn riêng xe này còn nhiều rất là nhiều cam kết cho nhà mình là không một lỗi nhỏ luôn cửa cốp cabo là chưa ra keo chỉ keo gì là bao riêng cam kết cho nhà mình bằng văn bản giấy tờ hẳn hoi của công ty ô tô di tâm rồi bao cho nhà mình là sử dụng là về động cơ và hộp số là bảo hành một năm bao cho nhà mình là xe này không lỗi lầm cam kết nhà mình luôn là máy riêng một trăm phần trăm bao quay đầu nếu như cô chú anh chị có nhu cầu bán lại hoặc là đổi xe khác thì khấu hao từ 10% 8% tới 10% trong phạm vi là 6 tháng nha. Cái này phải ghi bằng giấy tờ và rõ ràng để mất công anh chị Đây là nói rồi mất lòng ha. Thì cái gì ra cái đó, bán hoặc đổi thì khấu hao từ 8 tới 10%. Anh chị cứ liên hệ trực tiếp bên tâm rồi xem xe rồi chạy thử, ưng ừ thì lấy, không ưng thì chọn xe khác. Còn không ưng nữa thì hẹn lần sau chứ đâu biết sao đâu. Bên tâm thì bán lúc nào cũng giữa cái bán được và cái không bán được nó không có quá quan trọng chứ không phải mà nhiều khách rồi lùa khách vô rồi để à, bán được con xe này kia là không có nha có nghĩa là khách đến vui lòng khách đến vừa lòng khách đi ưng ừ thì lấy không ưng thì đi trải nghiệm xem thử kiểm tra rồi so sánh thị trường ở hợp ở đâu thì mua ở đó chưa bao giờ mà tâm nhiều dắt khách tới mà vô mà để lùa vô để mua cái xe là chưa giờ có kể cả tất cả những khách hàng mà đã đến và mua bên tâm có nghĩa là đến ưng thì lấy không ưng thì uống uống nước nước lọc rồi về hẹn dịp khác có nghĩa là khi mà cái xe nó có duyên á, là đến là chốt được liền còn xe mà nó không có duyên với mình á, là đến là nó cũng dội à. hoặc là đặt cọc rồi vài bữa nó cũng gặp chuyện này chuyện kia trả cọc lại à. Và bên tâm thì đặt cọc thì tâm trả lại hết nếu mà khách đặt cọc online là trả lại một trăm phần trăm còn nếu mà khách đặt cọc mà tại cửa hàng á, thì cũng trả lại hết chỉ trừ khi mà có một số người á, họ cọc rồi họ kêu sang tên á sang tên xong rồi đó thì bắt buộc phải chạy tiền lấy thôi chứ sang tên xong rồi rồi, rồi không lấy thì nó hơi khó thì cái đó phải là hai bên hỗ trợ lẫn nhau chứ tâm cũng không có lấy hết luôn đó còn riêng cái mà đặt cọc mà trong phạm vi mấy ngày mà không có tiền lấy á, hoặc là vì một cái lý do kỹ thuật gì đó thì tâm trả là cọc hết à. cũng chưa có lấy tiền cọc của ai hết nên anh chị lưu ý là bên tâm nhận cọc nếu mà không lấy xe thì tâm gửi lại cọc nha anh chị em liên hệ bên tâm để được sở hữu những sản phẩm hiện có tại công ty ô tô di tâm rất là nhiều xe nhưng mà tâm muốn đem vô đây để nó thứ nhất là nó yên tĩnh thứ hai nữa là nó cá biệt một con xe để anh chị mình nhìn rõ hơn về chất lượng của một cái sản phẩm nó ra làm sao mình sẽ dễ đánh giá hơn để mình dễ chốt đơn hơn ha gọi tâm là có xe còn nếu không gọi tâm thì chưa có xe là chưa có duyên và nhớ bấm nút đăng ký cho tâm nha đăng ký đi rồi biết đâu một ngày nào đó tâm đăng lên cái xe mà mình cảm thấy vừa ý nhất và y như là nó có duyên nhất thì sẽ chốt thôi ha đăng ký ô tô di tâm sẽ có lợi chứ không bao giờ mà bị làm phiền hay là gì hết á Nghĩa là bài của Tâm lên thì cô chú anh chị thích thì coi, không thích thì lướt qua chứ đâu có sao đâu. Nên cứ bấm nút đăng ký giúp Tâm, để cho nhiều người biết đến và nhiều người theo dõi hơn. Tâm cảm ơn bà con và xin chúc bà con một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe ha. Con xin chào bà con ạ.